Tiếp theo là đến cái câu hỏi của anh Nguyễn Văn Tiến. Anh Tiến có câu hỏi như sau, đó là tôi sinh tháng 9 năm 1981 Tân Dậu, vợ sinh tháng 9 năm 1984 Giáp Tý, con gái sinh vào tháng 3 năm 2008 Mậu Tý và con trai sinh tháng 7 năm 2012 Nhâm Ngọ. Vào năm 2020 thì tôi muốn làm nhà hướng Đông Nam 135 độ, xin hỏi phong thủy Tam Nguyên có được không, và nếu làm thì làm vào tháng nào đẹp, xin cảm ơn và xin rất mong đó là cái câu hỏi sớm nhất từ chương trình. Thì cái câu hỏi này thì nói chung là anh Tiến cũng có thường xuyên trao đổi và có thường xuyên theo dõi về cái kênh tư vấn của phong thủy Tam Nguyên, nên là cái câu hỏi anh đưa ra nó khá là sát, và cái thứ hai là nội dung thì nó khá là đầy đủ. Thì với cái câu hỏi này thì anh Trung thì anh sẽ có một số cái câu giải đáp cũng giống như là một số cái nơi để làm sao hướng dẫn cho anh trong năm 2020. Xin mời anh Trung. Vâng, cảm ơn anh Thiên Long. Xin chào anh Tiến, ở đây anh có đưa với thông tin với phong thủy Tam Nguyên chúng tôi rằng là anh sinh năm 1981 Tân Dậu, vợ anh sinh năm 84 Giáp Tý, các con là 2018 Mậu Tý và đứa nữa là 2012 Nhâm Thìn. Năm 2020 thì anh muốn động thổ nhà hướng tây, hướng Đông Nam 135 độ, đúng không ạ? Thì nếu như xét đúng hướng Đông Nam 135 độ của anh, tức là tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, cụ thể là tọa Càn hướng Tốn. Với năm 2020 này thì cũng khuyên chân thành anh rằng là phần tọa, tức là phần Tây Bắc năm 2020 nó cũng không có được đắc cách lắm. Do đó rằng là nếu như mà năm 2020 không có vội ấy, thì chúng ta cũng không có nên động thổ ngay đâu. Đấy, khuyên anh như thế. Còn nếu như bắt buộc phải làm thì cũng khuyên anh là nên để sau Đông Chí chúng ta làm. Sau Đông Chí tức là sau cái ngày mồng 9 tháng 11 âm lịch. Thì sau cái ngày Đông Chí đấy, sau thời điểm Đông Chí đấy thì anh triển khai động thổ anh làm thì nó sẽ tốt hơn. Bởi vì rằng là hướng Đông Nam năm 2020 về phần tọa, tức là phần tọa Tây Bắc ạ. Tây Bắc lại bao gồm ba sự hướng là Tuất Cản Hợi, thì năm 2020 phần tọa nó phạm Mậu Long biến vận sát, cũng như rằng là nó phạm các yếu tố sát khác thì cũng không có đến động thổ. Động thổ thì nó không có đắc cách lắm. Huống chi nữa là các tuổi thành viên gia đình anh thì nó cũng không có hợp long lắm với lại cái hướng Đông Nam này. Duy nhất là có vợ anh là sinh năm 84 Giáp Tý thì hợp long với hướng Đông Nam. Đối với tuổi của anh và các thành viên khác thì nếu như có một cái sự lựa chọn khác đối với hướng nhà của anh thì anh nên chọn hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc để làm nơi cư ngụ thì nó sẽ tốt hơn với cái tuổi của gia đình anh. Còn lại cái hướng này thì nó không có xấu đối với tuổi nhưng mà nó không có vượng long đó. Còn đâu là xấu hay đẹp hay không là do yếu tố phong thủy nhé. Tiện cũng trao đổi luôn với các anh chị liên quan đến yếu tố rằng là hợp hướng rồi không hợp hướng là như thế nào, đẹp phong thủy là như thế nào. Rằng là trước chúng ta vẫn cứ quan niệm rằng hợp hướng là đẹp phong thủy rồi, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không có biết rằng là do yếu tố cách cục nhà, cách cục đất, hình thế xung quanh nó tác động đến yếu tố phong thủy. Thì cái này chúng ta cần phải làm rõ. Cái việc mà đối với phong thủy Tam Nguyên chúng tôi quan niệm liên quan đến hợp hướng thì chúng tôi chỉ có quan điểm đó là hướng đấy vượng với lại tuổi của anh chị và các thành viên trong nhà, hoặc là không vượng bằng, chứ nó không có xấu về hướng cả. Nó không có giống cái quan điểm của Bát Trạch Minh Cảnh hay một số các trường phái khác rằng là các anh chị chọn những cái hướng như là ngũ quỷ rồi tuyệt mệnh rồi họa hại rồi lục sát, thì chúng ta cứ lo lắng trong thân thôi rằng là chọn mấy hướng đấy thì nó xấu quá rồi là ảnh hưởng đến yếu tố phong thủy của ngôi nhà. Nó không có vậy. Đối với phong thủy cao cấp và phong thủy chính tông tam phái thì nó không có quan điểm về hướng xấu với tuổi, hướng nó vượng hoặc là nó không vượng bằng đấy thôi. Khi mà tham gia khóa học cái tài lộc đều có thầy Tam Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng, tôi thấy là rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294. Còn lại rằng là đẹp phong thủy không lại quan trọng khác. Đẹp phong thủy ở đây là như nào? Đẹp phong thủy là do yếu tố về bố trí, cách cục, hình thế, cảnh quan xung quanh. Từ đại cục nó ảnh hưởng đến yếu tố miếng đất và ngôi nhà có giá trị như nào, có được đẹp hay không. Rồi đi vào nữa liên quan đến hệ thống cổng cửa, bố trí vị trí cổng cửa, khai môn, khai khẩu, rồi nó có được nạp khí, nó có được khí vượng hay không, hay khí sát. Rồi đi vào nữa liên quan đến bố trí cách cục trong nhà, cầu thang đặt ở đâu, phòng ngủ đặt đâu, bàn thờ, đầu giường, bếp, nhà vệ sinh, các thứ bố trí trong nhà như nào để làm sao cho nó hợp lý về cách sử dụng, bổ khí cho loan hoàn, cũng như là yếu tố về kiến trúc thẩm mỹ được kết cấu, nó được ràng buộc với nhau thật tốt để cho ngôi nhà của mình nó vững vàng theo năm tháng. Thì việc đấy là đẹp phong thủy, chứ không phải là ở cái nhà nó không hợp hướng, nó xấu với mình rồi là cứ tìm trên mạng thôi lại thấy là hướng ngũ quỷ, hướng tuyệt mệnh, hướng hoa hại, hướng lục sát, thì các anh chị đấy nó không có phải đâu ạ. Đối với phong thủy cao cấp chúng ta không xét thế, cho nên chúng ta phải thoát ngay cái suy nghĩ trong đầu đó là không có cái hướng xấu với tuổi, cho nên không có lo. Còn đâu hướng đấy nó có đẹp hay không thì xin mời gọi đến số 1900 2292 bấm nhanh số 2 để được chúng tôi tư vấn với việc ở hướng nào thì hợp tuổi với các anh chị đó. Còn đâu cũng không có phải lo. Nó giống như cái việc đó là các anh chị chọn cái hướng hợp mà không có biết rằng là đẹp phong thủy hay không, nó không khác gì việc đó là mình chọn một cô vợ, cô hợp này, cô vợ này hợp tuổi với mình, nhưng mà cô này cô ấy xấu nết, xấu người xấu cả nết luôn,
thì rõ ràng chúng ta lại đang hợp với cái xấu, đồng ý không ạ? Do đó là chúng ta thà rằng chọn một cô vợ không hợp tuổi cho lắm nhưng mà đẹp người, đẹp tính, đẹp nết ở với chúng ta cả đời còn tốt hơn. Do đó là cái ngôi nhà nó hợp hướng nó chưa phải là yếu tố quan trọng nhất. Hợp hướng đẹp phong thủy thì nó được 10 điểm. Còn đâu rằng là hợp hướng mà xấu phong thủy thì có khi còn âm. Đấy. Do đó là thà chúng ta nếu hướng mà không hợp thì chúng ta chú ý vào cái việc là bố trí phong thủy nó thật tốt thì chúng ta còn được 7-8-9 điểm các anh chị nhé. Do đó là đây là cái chia sẻ của Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi đối với anh Tiến, rằng là hướng Đông Nam nếu 2020 anh không có vội thì anh đừng có làm, để năm sau chúng ta làm, chúng ta xét tiếp. Còn nếu như muốn vẫn phải làm thì anh nên để sau Đông Chí, tức là sau ngày 9 tháng 11 âm lịch, thì các anh chị lúc đó liên hệ với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi hoặc liên hệ sớm hơn để được tư vấn cụ thể năm tháng ngày giờ như nào để triển khai. Còn nếu như được lựa chọn một cái hướng hợp với lại tuổi anh thì anh có thể lựa chọn hướng Đông hoặc hướng Tây Bắc để làm nơi cư ngụ, nó sẽ rất tốt. Hướng Đông thì năm 2019, năm 2020 không nên làm. Hướng Tây Bắc thì còn xét xem tiếp xem là độ số như thế nào để chúng tôi tư vấn tiếp. Xin cảm ơn anh Tiến, cảm ơn các anh chị. Thì rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh Đức Trung. Thì với anh Tiến thì anh nên có cái sự quan tâm, đó là với cái năm 2020 thì cái hướng nhà hướng Đông Nam của nhà mình thì chưa vội thì mình không nên làm. Còn nếu mà giả sử bắt buộc mình phải làm thì khuyên anh đó là nên để sau Đông Chí thì mình làm nó sẽ tốt hơn. Còn với cái tuổi của anh và các thành viên trong gia đình thì như có theo định long của Tam Hợp Phái chúng tôi thì nên khuyên anh là chọn căn nhà hướng Đông hoặc là Tây Bắc thì nó vững chân long hơn, và gia đình mình ở trong đấy thì mọi thành viên trong nhà sức khỏe tốt hơn. Thì trên đây là tất cả các câu hỏi mà chúng tôi có dành ra và giải đáp cho tất cả các anh chị. Và rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã thường xuyên theo dõi kênh tư vấn của Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Thì chúng tôi cũng rất là mong sao các anh chị đó là thường xuyên đặt những cái câu hỏi và nó cụ thể hơn nữa, để làm sao chúng tôi bám sát được tất cả những cái mong muốn, cái nguyện vọng của các anh chị và giải đáp kịp thời cho các anh chị sang năm 2020 thì chúng ta sẽ làm nhà cụ thể như thế nào. Và tôi Thiên Long cũng giống như là anh Đức Trung thì lúc nào cũng mong mỏi và lúc nào cũng muốn chia sẻ tất cả những kiến thức đến các anh chị. Và rất là cảm ơn các anh chị về những cái câu hỏi cũng giống như là sự quan tâm của anh chị đến với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Và do thời lượng chương trình không cho phép nên là chúng tôi sẽ hẹn tất cả các anh chị sau cái số tiếp theo. Thì trên đây là toàn bộ cái lời giải đáp của chúng tôi. Và nếu mà anh chị có cái câu hỏi hay góp ý nào thì hãy gọi điện đến số 1900-2292 ngành số 2 hoặc là bình luận trực tiếp dưới kênh Phong Thủy, kênh tư vấn phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi. Thì tôi Thiên Long cũng giống như anh Đức Trung xin cảm ơn và chúc tất cả các anh chị sức khỏe, cũng giống như gia đình mình mọi sự bình an. Xin cảm ơn các anh chị. Vâng, cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị trong những chuỗi video tiếp theo. Hãy bấm nút đăng ký cũng như bấm nút chuông để được đón nhận những cái video tiếp theo của chúng tôi. Xin cảm ơn, chào các anh chị. Khi mà tham gia khóa học Kích Tài Lộc đều có thầy Tăng Nguyên mà tôi đã được giải đáp một số thắc mắc, nó như một cái phép màu, mọi việc khá là suôn sẻ, tôi thấy là hài lòng. Tôi thấy là cũng rất là thành công. Gửi đến thầy hai chữ cảm ơn. Liên hệ hotline 1900 2294.